Xin chào tất cả anh em nghe. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh em ha. Thì lô hôm nay đúng 1 giờ trưa luôn em. Đúng chính xác là 1 giờ luôn. Đó, em lên cho anh em là cái lô chữ M nối tiếp. Cái lô hồi tối hôm qua là 18 tay anh em, là hiện tại là em đã chốt hết rồi, chỉ còn đúng con M9 thôi. Thì cái số lượng mà anh em còn điện để còn chốt nữa thì còn cũng còn đông, nên anh em tranh thủ lên được 10 con. Em lên like cho anh em luôn là buổi trưa. Còn cái buổi tối 7:30-8 giờ là vẫn như hẹn với anh em nha, đúng 7:30-8 giờ đoàn gánh hát của cửa hàng Mang Tèo đã xuất hiện với anh em nha. Anh em có xem thì đón chờ kênh của em tối nay ha. Lô hôm nay phải nói là nhức nách luôn anh em, 10 con nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Hàng trên này thì từ 1.2 triệu nè, thấy không? Hai con 2.2 triệu, còn lại là 1.4 triệu. Có con này với con này, anh em nào mua về cái này cắt lúa này kia là mua cái lồng cắt lúa rồi cắt được luôn ha, gặt được bình thường. Còn như đây gọi là hit hot luôn anh em ơi. Magu 20 đầu vuông. Chế con này là gin nguyên cây chăm chăm luôn, lắp gin trắng cỏ gin luôn ha. Con này thì cơm mát su, áo thì cũng còn đẹp cực kỳ luôn. Còn con Magu này cũng gọi là siêu phẩm anh em, siêu phẩm của ngày hôm nay nha. Con này mà phải gọi là mua về mà xài nó hơi tiếc luôn á, đúng là tiếc luôn, về là chỉ có hai chân thôi, còn nào mà xài lâu lâu đem ra làm thôi, chứ con này phải gọi về là chỉ chân thôi nè, quá trời đẹp đẹp luôn. Con này là con Mitsubishi TL ha. Con này là con dòng Shiboga hay còn gọi là Steel gì cũng được, anh em gọi như thế nào cũng được chân ha. Rồi anh em vào xem clip thì chốt máy thì gọi vào số điện thoại của em ha, 0917414042. Số này cũng là số Zalo của em luôn. Cửa hàng của em là cửa hàng Mai Văn Tèo, bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận. Giá ở đây là em đã công khai rồi, cho nên là anh em không có sợ bị lừa đảo hay cái gì hết nha. Và giá trên đây là em bao gồm cho anh em là phụ kiện là 6 món đầy đủ, gồm luôn trắng cỏ. Máy hôm nay 10 cây là trắng cỏ đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Anh em trước khi vào xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh và một cái dấu like, cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Rồi tiếp theo con M là M19 ha, giờ tối qua là M18 rồi thì sáng nay sẽ là 19. Còn đây con Kawasaki ha. Rồi con này thì cho dành cho mấy anh xài gia đình, còn mấy anh mà nói mua về cắt chơi chơi này kia thì lấy mấy con này thì cũng cực kỳ ngon luôn. Mấy con này nằm tầm 4kg 4kg rưỡi thôi, cực kỳ nhẹ luôn, ốc tán rồi còn mới cực kỳ luôn nha anh em, tại vì mới là máy thì mới về công nè. Đó, làm lâu xuống em làm luôn, bởi vì cái áo nó còn mới, trắng cỏ nó còn zin theo máy luôn đó, bình xăng zin còn trắng luôn ha. Đây cái chân bỏ về bình xăng lớn nè, nằm phía trước luôn, chế là chế zin nha anh em, chế là còn chữ cho băng luôn nha. Tâm liền, tâm nhôm, liền theo áo luôn nha, bằng nhôm. Công tắc nằm đây, anh em bật lên là mở ha, để xuống là tắt, lưu ý giùm em. Con này bộ tay gin cực kỳ gọn luôn, tay nó như chữ U luôn đó, gai dữ, lắp gin luôn ha. Trắng cỏ gin, đầu bò gin, trắng cỏ là hình con cá đuối nha. Còn cái chén là nó có cái chén úp ngược với lại cái đầu bự chà bá đó, là để mình bảo vệ con ốc anh em. Khi mà anh em cắt á, là nó giúp con ốc là không có bị tạ đầu, nó còn hay là bị mau mòn đó ha. Nói chung con này là phải gọi là ưu điểm cực kỳ luôn. Rồi con M9 này nòng 30 ly 20cc giá 1.2 triệu, con này anh em đập cước được luôn nha. Còn anh em mà cắt cổ bự thì cắt bằng lưỡi cũng được luôn ha. Rồi M20, con này là Mitsubishi T140 ha. Con này phải nói chứ tiếng máy cực kỳ bốc luôn nha anh em, chạy nghe cực kỳ phê luôn nha. Này nòng 32 ly 23cc Mitsubishi T140, nòng con này là chụp giật còn chữ mắt in da băng luôn. Con này thì hiện tại là chế hai kim mới nha anh em, bu ghi đứng áo nhựa. Con này mà mấy anh em mua về mà cắt lúa này kia rồi đó ha, còn cắt mua gia đình thì cái gọi là cũng hơi gọi là hơi tầm cao cao xíu rồi. Còn mà mấy anh nào mua về cắt lúa này kia là chỉ cần mua cái gồng lặt gặt đó ha, chứ gắn thêm cái lưỡi trò hoặc lưỡi dài tùy theo anh em á, là cắt lúa được luôn nha, hoặc là cắt cỏ cho bò ăn này kia đó là cực kỳ ngon luôn. Mà hàng này hàng Nhật Bản nha anh em, hàng mà hàng Nhật Bản mà để trước anh em, mà được cái áo nhựa nè, nó gọi là cao cấp đấy ha. Bình xăng zin, con này công tắc nằm đây nha. Con này cái chỗ này nè anh em, là cái chân nó liền theo cái chân cao luôn nè. Đó là khi mà anh em cái này cái chân thì anh em để bên dắt ha, còn khi mà anh em lộn đó, thì cái này nó nằm xuống nè, thì cái phần bugi này không đụng đất nè. Đó là cái ưu điểm được của thằng này là cực kỳ hay luôn nha. Tùm gời, tùm nhôm, anh em có thể tháo cái đống xịt thuốc được luôn. Ga giữ, tai gin và cầm là cầm gin luôn, còn nước sơn luôn ha, trắng cỏ gin luôn nè, đầu bộ gin còn nước sơn đỏ đỏ luôn, thấy không, có chiếc úp ngược luôn anh em.
con này phải gọi là tuyệt vời luôn. Áo nè, bao đẹp luôn nha. Nước sơn là tâm rồi còn ghi luôn nè. Ha. Rồi, M20 giá 1.400.000. M21 Citywa. Rồi, con này là con Cinewa 3 số nha anh em, nòng 32 ly 23cc. Con này hôm nay áo màu đỏ này phù hợp cho mấy anh là hợp phong thủy màu đỏ nha. Ha, quá trời đẹp luôn. Màu đỏ màu cam nhiều anh phải lắm. Con này là chạy chế zin luôn nha anh em, chế ra ngang một kim. Con này tâm nhựa, tâm liền ha, Cinewa 230 3 số nè, nhiều anh hay gọi 3 số đó. Công tắc nằm đây ha. Con này ga giữ trình láp. Con này hiện tại thì chưa có tay, anh em nào muốn xài tay đôi thì báo với em để em báo lên gắn cho anh em ha. Láp zin luôn nha anh em, Cinewa 230 trắng cổ zin. Đầu bộ zin có chén úp ngược chống xoắn cỏ luôn. Mấy cái chén đó cực kỳ lợi hại luôn nha anh em. Đây thông số của máy này ha. Có số xe ghi luôn. Quá đã, số xe ghi 9 nút luôn nha anh em. Quá đã luôn anh em ơi. Áo màu đỏ mà xe ghi 9 nút nữa. Hợp lý luôn ha. Con này mà mấy anh mua về cắt lúa cũng được luôn nha. Cắt cỏ bộ ăn cũng được luôn. Con này là khỏe cực kỳ luôn. Xin đưa qua là vừa bền, vừa đầm, vừa tiết kiệm xăng mà lại ít hư lật chặt ha. Rồi, M21 giá 1.500.000. M22 con này dòng Gilby nha. Hôm nay 34 ly anh em ơi. Rồi Gilby thì lúc nào cứ chụp dịch cũng là trợ lực nha anh em. Con này là bình xăng zin còn trắng nha. Làm nhắc lại là zin nha anh em chứ không phải mới nha. Bình xăng zin mà nó còn mới ha. Tại lô hôm nay nói chung lô đợt này về là máy cực kỳ đẹp luôn anh em. Con này chạy chế máy cưa, chế zin của nó luôn. Áo màu vàng, áo của Gilby ha. Bu ghi đứng nè, bu anh em thấy sáng không? Còn trắng cực kỳ luôn. Tâm liền, tâm nhựa. Đây, áo của chữ Gilby luôn ha. Con này là bộ tay zin và đặc biệt là đi theo bóp của nó luôn. Bóp vô nè, lên ga nè. Khi anh em buông ga thì tự động nó chảy về cho anh em. Đó, bóp nè, lên ga nè. Buông ga tự động nó chảy về. Và đặc biệt là công tắc ở trên ghi đông luôn, cực kỳ tiện cho anh em luôn ha. Con này là trắng cổ zin, đầu bộ zin và láp là của Gilby 2620. À, láp zin luôn nha anh em. Con này là zin nguyên cây chăm chăm cho anh em luôn nha. Ha. Rồi, M22 giá 1.500.000, nòng 34 ly 26cc. M23. Con này con Tanaka mặt phẳng nha. Con này người ta hay gọi là nhỏ mà có vỏ anh em. Nghe tiếng máy thấy phê không? 30 ly 20 cc thôi mà tiếng máy nó bốc cực kỳ bốc luôn. Nếu mà anh em nghe từ xa thôi là anh em không biết nó 30 ly đâu. Chạy tiếng máy cực kỳ ngon ha. Con này thì anh em cắt cước thì gọi là bao phê rồi, còn cắt cổ bự thì anh em cắt bằng lưỡi dao được hết luôn nha. Con này nòng 30 ly 20 cc, tâm liền, ủa tâm gầy, tâm nhựa. Chụp giật nằm đây ha, hay còn gọi là chụp giật nằm phía sau đó. Còn anh em là muốn gọi gọi mặt phẳng cũng được, gọi tên nào cũng được. Con này chạy chế le đỏ, chế lệ xăng anh em. Le đỏ tự động. Đóng le nè, lên ga thì tự động le nhảy về cho anh em không cần phải đóng mở. Tay zin, cầm zin nó luôn. Trắng cổ zin, đầu bộ zin và lát lắp zin luôn. Ha. Áo thì còn bao đẹp luôn nha anh em. Con này công tắc nằm đây nha, lưu ý giùm em. Ha. Rồi, M23 giá 1.200.000. Cái con này là cái thiết kế cái chỗ chụp bugi là nó cái đường nó như thế này chứ không phải là do nó bị bể nha. Cái này anh em mua mà có nhận hàng thì nhớ lưu ý giùm em. Cái này là do máy nó thiết kế như thế này chứ không phải là bị bể. Ha, lưu ý chỗ này giùm em ha. Rồi, M23 giá 1.200.000. M24, con này phải gọi là bao đẹp luôn em ơi. Dây giật quá trắng luôn ha. Con này mà mấy anh mà xài gia đình này kia là phải lắm nè. Nhiều anh mua máy mà chủ yếu là mua không phải cắt cỏ mà mua về là cho cái mấy cậu hàng xóm coi chơi. Đó thì mấy con này là mấy anh mà mua về cho mấy hàng xóm coi chơi là hợp lý luôn. Có 1.600.000 thôi, nòng 30 ly 20cc để ở nhà gọi là bao phê luôn nha anh em. Ha,
bên đây là chế chế ra ngang một kim quan bờ, con này là chế dinh của nó luôn nha. Áo này màu xanh lá cây nè, cực đẹp luôn. Màu xanh này kích nó thì kiểu như là nó thân thiện với môi trường đó anh em. Ó thì con máy này chạy cực kỳ lợi xăng luôn. Nha, bình xăng dinh còn trắng nha anh em. Đây cái chụp giật cũng màu xanh lá cây luôn nè. Đặc biệt đó là tum gờ tum nhôm, cái tum này anh em có thể tháo qua đó thì thuốc được nha. Ốc nè, còn dạng khè luôn anh em. Con này công tắc nó nằm chỗ này nha. Anh em lưu ý giùm em, khi nhận hàng thì mình có thử máy đó, thì mình có xài đó thì mình nhớ lưu ý. Tại vì mỗi con cái công tắc nó nằm mỗi chỗ. Mấy con này công tắc nó hơi lạ nè, thì mình nhớ khi mà em có like đó thì em có hướng dẫn đó, anh em nhớ máy của mình ha. Này bộ tay zin nha anh em. Ga giữ, đây lắp zin luôn. Thấy không? Trắng cổ zin, đầu bộ zin trắng cỏ là màu xanh luôn. Con này là nguyên tông màu xanh cho anh em luôn. Và con này là có dập mách in da băng chữ Trà Bá Hự luôn. Quá trời dễ nhìn luôn ha anh em. Ha, con này phải gọi là bao đẹp luôn. Rồi, M24 giá 1.6 triệu, tuyệt vời luôn ha. M25 con này dòng cơm Maxu ha. Rồi, cơm Maxu nồng 32 ly 23cc. Thường thì anh em nghe Mitsubishi không à, chứ anh em ít khi nghe cơm Maxu. Tại vì em có nhiều khi em có giới thiệu anh em mấy dòng cơm Maxu mà mấy anh em nhiều khi không biết. Nhưng mà thật sự là cơm Maxu với Mitsubishi là bên Nhật là hai cái hàng này là hãng tương đương nhau đó. Tại vì mình thường ở đây mình nghe Mitsubishi nhiều, tại đây mình nhập Mitsubishi không à. Cơm Maxu thì kiểu như là thời gian gần đây anh em mới nghe được nhiều ha. Chứ thật sự là hai hàng này là cái hãng tương đương nhau á. Nồng của nó 32 ly ha, 23cc, cơm Maxu Zenoth. Con này chụp giật còn chữ Made in Japan luôn. Chạy chế ga ngang một kim, chế qua bờ gồ, chạy cực kỳ lợi xăng luôn nha anh em. Tâm liệt, tâm nhựa. Con này công tắc ở trên láp nha. Con này hiện tại chưa có tay. Anh em có chốt thì nhớ báo cho anh em. Nếu anh em xài tay gì thì báo cho anh em tay đó. Còn không thì em sẽ gắn tay đôi cho anh em luôn ha. Láp Gin, cơ Maxu, Zenoth, BC230. Trắng cổ Gin, đầu bộ Gin. Con này có chén úp ngược chống sóng cỏ cho anh em luôn nha. Con này phải gọi là tuyệt vời luôn anh em ơi. Và đặc biệt con này là trong lốc có dập chữ cơm Maxu Zenoth. À, về kiểm tra hàng có mình hãy nhận nha anh em. Rồi, M25 giá 1.6 triệu, 32 ly 23cc. Con này mà anh em đập cước được kia là bao phê luôn. Anh em bơm nước cũng được luôn. Anh em mua cái đầu tua hít á, anh em gắn vô ống ga 27-34 gì đó, tùy theo anh em á, là chạy cực kỳ đã luôn. Rồi, M26, con này phải gọi là siêu phẩm của ngày hôm nay nha anh em. Siêu phẩm của buổi trưa hôm nay. Quá trắng luôn em ơi. Đây, review trước cộng dây ha. Rồi, giật. Quá phê. Con này mà anh em mua về mà để mấy ông hàng xóm về mà đang ngủ uống trà uống cà phê với hàng xóm ha, mà cái ông shipper mà ông giao hàng tới đó ha, cái con này anh em khui ra mà mấy ông đó ông nhìn không lét mắt thôi luôn. Ôi lắm, nó nói chung là cái gì mà gọi là cái gì mà tuyệt vời nhất, cái chữ gì mà hoàn hảo nhất đều thuộc về con máy này hết cho anh em luôn. Anh em nhìn thấy cái chỗ mà giữ cái chế nè, ốc nè, còn sáng hới luôn anh em, vàng khè luôn anh em. Chế quanh bà gồ chạy ra ngang một kim, chế zin cũng magu nha. Bình xăng nè anh em, trắng tinh luôn. Bình xăng này zin nha anh em, chứ không phải thay mới nha anh em, lưu ý giùm em. Bình xăng zin và áo não zin luôn. Áo màu xanh nó cay, cái áo màu xanh nó cay đã đẹp rồi mà con này còn mới cực kỳ luôn. Bô nè, trắng tinh luôn ha. Áo bô nè, quá đẹp luôn ha. Và đặc biệt là tum gờ tum nhôm. Con này nồng 34 ly 26cc. Ốc tum nè, quá đẹp luôn. Công tắc đây ha. Bộ tay gin, ga giữ, láp gin, trắng cổ gin, đầu bộ gin cho anh em luôn. Con này phải gọi là hoàn hảo luôn nha anh em. Ốc nè, quá đẹp luôn ha. Trắng tinh luôn, tuyệt vời. Rồi, con này trong lốc có dập bách in da băng cho anh em luôn. Về mình kiểm tra có mất in da băng hãy nhận nha. Nè, anh em nhìn lốc nè, sáng hới luôn nha anh em, không một miếng bụi luôn, quá đã luôn nha anh em ha. Rồi, M26 giá 2.3 triệu, nồng 34 ly 26cc. M27 Mitsubishi TL26 ha.
Rồi Mitsubishi thằng tên L anh em nó ngược chứ nó ngộ với người ta lắm, là thường người ta 26, 33, 34 ly, còn thằng này 36 mà có 33 ly à, lúc nào cũng vậy hết anh em, tại cái hãng nó đặc biệt là vậy đó ha. Con này chạy chế hai kim, chế zin của Mitsubishi luôn nha anh em, Mitsubishi TL26 bình xăng zin, áo nã màu đỏ nha, cực kỳ đẹp luôn, bô còn trắng luôn, và đặc biệt là tum gời tum nhôm. Mấy anh em nào mà có tháo xịt thuốc được kia ra hút con này liền. Bộ tay zin tay chế U luôn nha anh em, cực kỳ gọn, gai dữ nè, trắng cỏ zin đầu bò zin luôn, thấy không? Quá trời đã luôn. Rồi Mitsubishi thì có dập mắt in Japan cho anh em luôn ha, chữ cực kỳ rõ ràng luôn, áo quá đẹp luôn nha anh em, áo còn mới cực kỳ luôn. Con này công tắc nằm đây ha. Rồi M27 giá 2.3 33 ly 26cc, cắt cỏ bơm nước xịt thuốc này kia đồ là con này được hết luôn nha. Cuối cùng là con M28 si bao ga, hơi quá gắt rồi anh em ạ. Rồi con này nồng 34 ly 26cc ha. Siboga thì chắc anh em nghe khá là lạ luôn, tại vì thường mình đâu có nghe cái gì mà Siboga đâu, nhưng mà hãng của Nhật thì nó có nhiều hãng này hãng kia ha. Con này cái áo nó màu hồng nha anh em, màu hồng, bình xăng zin, con này là zin nguyên cây chăm chăm luôn, chế zin luôn, và đặc biệt là tum gời tum nhôm, anh em có thể đấu xịt thuốc được nè. Đây Siboga M26D ha, số này số seri luôn, còn số seri cho anh em luôn. Tay chữ U tay zin luôn nha anh em, ga dữ, và đặc biệt là con này công tắc cho di động cho anh em luôn, đang chạy nè mỏi tay quá tắt cái nghỉ mệt xong lên giật nữa, quá tiện luôn ha. Trắng cỏ zin đầu bộ zin cho anh em luôn, quá thơm luôn nha anh em ha. Rồi con này trong lốc có dập là made in Japan luôn anh em, made in Japan ha. Ở về mình anh em nào có chốt con M28 này về kiểm tra hàng trong lốc có chữ made in Japan hãy nhận. Rồi M28 giá 2 triệu đúng luôn. Thôi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.